Hello các bạn, mình là Kansi Gamer. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo một server mod cơ bản với Forge cũng như là Fabric. Đầu tiên sẽ là về Forge. Các bạn sẽ vào trang chủ của Forge để tải vào phiên bản Minecraft các, các bạn muốn tạo server. Ở đây mình đã tải sẵn cho các bạn rồi thì nó sẽ có đó chính là Forge 1.18.2 và Forge 1.20.4. Sau khi tải về xong, các bạn sẽ tạo một thư mục cho mình. Đây sẽ là thư mục để chứa dữ liệu của server mod các bạn nha. À, mà lấy ví dụ chúng ta có là forge 120.4 thế này đi, đúng chưa? Bây giờ thì mình sẽ vào cái mục này, mình sẽ copy đường sẵn lại rồi mình trở về. Tiếp theo đó các bạn sẽ nhấn chạy cái file trang của forge 120.4 này cho mình. Sau khi khởi động thì các bạn sẽ chọn cho mình là cài đặt cho server. Ở đây các bạn sẽ chọn đường dẫn cái thư mục và các bạn sẽ chứa cái server mod này. Ở đây mình sẽ dán lại cái thư mục khi nãy mình vừa tạo đó chính là ODE này và thư mục server và thư mục forge 120.4 ở đây các bạn nhé nhấn open này rồi chọn ok để tiến hành cài đặt. Nếu như trong quá trình cài đặt nó không xảy ra vấn đề gì cả thì các bạn cứ chờ khoảng một vài giây, nó sẽ cài đặt xong và các bạn sẽ có một server gọi là mod cơ bản với Forge các bạn nhé. Rồi như vậy là đã cài đặt xong. Đây là quá trình mà các bạn cài đặt nó không xảy ra bất kỳ lỗi nào cả. Ở đây mình sẽ lưu ý cho các bạn là có một lỗi mà các bạn thường hay gặp phải khi các bạn cài đặt server Forge ở đây mình đã copy nó ra một cái file tt rồi thì cái lỗi này là lỗi liên quan đến việc là mạng các bạn sử dụng có vấn đề gì đó làm cho việc tải về server nó không hoạt động được các bạn nha như các bạn thấy nó sẽ báo một cái lỗi liên quan là thất bại cho việc tải về grab server và nó sẽ yêu cầu các bạn là thử làm lại tức là thử cài đặt lại hoặc là các bạn sẽ tải thủ công tức là sao các bạn kéo lên nha nó sẽ có cho các bạn đó là một cái download uh, library đúng chưa mình sẽ copy cái đường dẫn này lại cho mình để các bạn tải cái file save về trang đây nhóm vào các bạn nha thì nó sẽ là tải về cái file save về trang cho các bạn rồi như vậy là đã tải xong các bạn nha sau khi đã tải xong file save rồi các bạn sẽ gọi là vào phần tải về này lấy cái file save này đúng chưa các bạn sẽ quay lại với thư mục các bạn cài đặt mod đấy tức là cài đặt save mod nha và lấy ví dụ là for game 120.4 bạn nhóm vào này bỏ cái uh, file save và chúng vào đó rồi các bạn sẽ khởi động lại cái forge các bạn nha tức là khởi động lại cái chương trình cài đặt của nó các bạn lưu ý đó là cách làm thủ công nha và cách làm này chỉ áp dụng khi mà mạng của các bạn sẽ ra vấn đề gì đó làm cho các bạn cài đặt server forge không được các bạn lưu ý cho mình sau khi đã cài đặt thành công rồi lúc này các bạn sẽ nhóm vào file rimpad để khởi động server forge nhưng trước đó thì các bạn sẽ chuột phải này chọn edit cho bạn nhé các bạn sẽ thêm một dòng cho mình đó chính là dòng no quy ở đây Đấy, để tắt cái giao diện hiển thị của nó đi các bạn nha rồi lâu lại này các bạn tắt đi cho mình lúc này khi các bạn bấm là run chấm thì nó sẽ khởi động server và không có các bạn hiển thị mặc định các bạn nha à, nhưng trước khi bắt đầu khởi chạy thì các bạn lưu ý là chúng ta phải cài đặt thêm dung lượng cho server các bạn sẽ vào file này, đó là user ở tt ở đây để các bạn cài đặt cái dung lượng ở đây thì các bạn hãy tùy chọn dung lượng là ở tối thiểu về dung lượng tối đa các bạn nha thì các bạn lựa chọn các bạn có thể gọi là xấu tóc cái dòng ở đây như thế này đi đó khi mình xấu như thế này các bạn nha và mình để như vậy thì lúc này thì nó sẽ tự động hiểu là ở uh, dung lượng tối thiểu là 2,5 GB và dung lượng tối đa là 3 GB các bạn lưu ý cho mình nha sau khi đã cài đặt xong thì các bạn sẽ chọn mở file RIMPAD lên để chạy lại được rồi lúc này thì nó sẽ cầu các bạn đồng ý với file Eula này đổi lại thành chu cho mình chu nha rồi cắt đi khởi động lại server rồi như vậy là xong Lúc này thì mình đã khởi động thành công server rồi các bạn nha Để kiểm tra thử xem là trong server đang tồn tại những mod gì thì các bạn cứ bấm cho mình là Forge và mod các bạn nha Nó sẽ hiển thị ở đây danh sách các mod đang có trong server Ở đây mặc định sẽ có cho các bạn là Minecraft server cũng như là một cái Forge. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành gọi là vào server các bạn nha Sau khi vào server thì hiện tại trong mod của mình nó sẽ có đó sẽ là White uh, cái clip rồi journey map Và cái uh, Searching out item gì đó đấy bây giờ mình sẽ vào server thử nha rồi ở đây khi các bạn thấy nhá nếu như các bạn mở server ở trên localhost các bạn muốn vào chơi thì nó sẽ hiển thị cho các bạn một cái là lan quốc như thế này nhá khi các bạn nhập ip và kết nối đến server thì các bạn lưu ý nhé nó sẽ có hiển thị dấu ích ở đây dấu ích ở đây có nghĩa là cái danh sách mod ở trong server và danh sách mod trong cái uh, chơi trên đơn của bạn tức là danh sách mod trong cái máy của bạn ấy, trong cái file này ấy thì nó không có trùng khớp với nhau cho đó bạn không thể nào vào được server các bạn lưu ý nhé là hiện tại trong máy của mình thì nó có tổng cộng là 7 mod, nhưng trong server thì nó chỉ có là hai mod thôi. ấy và khi bây giờ mình vào server các bạn nha, nó sẽ không vào được và nó sẽ báo lỗi nhé các bạn. Đó, danh sách mod nó sẽ không có trùng khớp với nhau nên không vào được. Các bạn lưu ý cho mình. Để giải quyết vấn đề này thì bắt buộc ở à, trong server của các bạn phải có những cái mod mà các bạn muốn chơi cũng như là trong máy của các bạn luôn ấy. Tức là bên máy khách và bên máy chủ các bạn nhé. Ví dụ như bên máy chủ có mười mod. Và bên mấy khách cũng phải có 11 các bạn nha Và những mod này nó phải trùng khớp với nhau Nếu nó khác nhau về phiên bản, khác nhau về gì đó Thì nó sẽ bị lỗi nha, các bạn lưu ý cho mình Rồi, bây giờ thì mình sẽ dừng xe vào 4 các bạn nha Dừng xe vào lại này Tiếp tục mình sẽ vào lại Minecraft này Mình sẽ vào phần Mods Mình sẽ mở cái thư uh, mục chứa mod ra này Mình sẽ Ctrl C, copy lại hết các bạn nha Sau đó mình sẽ đặt vào trong cái xe vào 4 này Đây, các bạn vào phần Mods nha Và Ctrl V cho mình là được Các bạn muốn chơi mod thì thì các bạn tải cái mod đó về, và lưu ý nha Cái mod này phải hỗ trợ cho phiên bản server 4 hiện tại của các bạn nha Nếu như các bạn tạo server ở phiên bản 1.20.4 mà các bạn tải mod 1.21 là không chạy được Các bạn lưu ý cho mình Rồi bây giờ các bạn sẽ khởi động lại server nha Rồi như vậy là xong các bạn nha Bây giờ sẽ nhấn lại là 4 và mod kiểm tra Rồi Chúng ta sẽ có tổng cộng là 7 mod các bạn nha, 2, 4, 6 và 7 mod Bây giờ mình sẽ gọi là mới lại cái danh sách server này. Đó, như vậy là đã thành công các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ tiến hành vào server. Và mình sẽ vào bình thường và cũng như là chơi không có vấn đề gì cả. Như vậy là các bạn đã tạo xong một server mod cơ bản rồi các bạn nhé. Ở ờ, tất nhiên đây chỉ là một server mod thôi. Vậy thì nếu như các bạn tạo một server mod like như thế nào? Để tránh làm mất thời gian của các bạn thì mình đã chạy sẵn một cái uh, file server 4G 1.18.2 rồi. Thì mình hướng dẫn cho các bạn về cách cài đặt một cái server modpack các bạn nhé. ở đây mình đang sử dụng phiên bản 1.18.2 do đó mình sẽ tìm những cái modpack nào hỗ trợ 1.18.2 các bạn nhé. À, ví dụ như là cái docker voltáp. rồi bây giờ thì các bạn sẽ vào file này các bạn sẽ chọn tải về cho mình các bạn nhé. ở đây mình sẽ chọn là forge các bạn nhé rồi tải về này. sau khi tải về thành công này thì bây giờ mình sẽ lấy cái file đo voltáp zip về các bạn nhé bỏ vào trong server này. và bây giờ mình sẽ bắt đầu là giải nén nó ra. Ở trong docwrap các bạn sẽ thấy cho mình đó chính là cái off các bạn nhé. Các bạn sẽ copy toàn bộ dữ liệu này và bỏ vào trong là cái file server của các bạn. Các bạn lưu ý cho mình vấn đề này nha Nhưng các bạn lưu ý là hiện tại trong cái file docwrap mình tải từ cái website của Crossforge về thì nó không có cái file mod đúng chưa? Tức là không có thư một mod để mình bỏ vào server và để có thêm một mốt này thì bắt buộc các bạn phải là tải thủ công đây các bạn sẽ vào cho mình là phòng mod list này và các bạn tải thủ công những cái mod có sẵn trong này các bạn nha các bạn lưu ý cho mình nhưng mà nếu làm vậy thì nó rất là lâu do đó việc các bạn tải cái uh, mod pack ở trên Corsforge mà website ấy, thì nó sẽ không hỗ trợ các bạn là có sẵn dữ liệu các bạn nha các bạn lưu ý cho mình do đó thì các bạn nên sử dụng là cái uh, for mà các bạn Và tải về máy để cài đặt ấy các bạn lưu ý nha Bây giờ mình vào cái cài thêm tiện ích bổ sung này và mình sẽ tìm cái là uh, đo Grab enter này. Đây các bạn nha. Các bạn nhấn vào cho mình. Không mình sẽ tắt nó đi. Đây, nhấn vào các bạn nha. Rồi, các bạn sẽ bấm cho mình là đó là phần phiên bản. Ở trong phiên bản này, ở các bạn có thể chọn phiên bản các bạn muốn tạo server nhá Đây mình lấy ví dụ mình muốn là phiên bản 1.18.2 đúng chưa? Thì thông thường nó hỗ trợ sẵn rồi bây giờ mình chỉ có gọi là tải về thôi thì các bạn sẽ không tải về phần này các bạn nha và sẽ chọn cho mình là phần tải xuống qua máy chủ ấy nếu các bạn muốn tải phiên bản mới nhất về thì các bạn cứ nhấn trên này luôn nha còn nếu các bạn muốn tìm cái phiên bản phù hợp thì các bạn sẽ nhấn gọi là vào phần phiên bản và tìm phiên bản tải về máy chủ đây bây giờ mình sẽ nhấn vào phần là tải xuống qua máy chủ này ấy nó sẽ tự động tải về một cái là Docker rap và bắt zip các bạn nha Rồi, như vậy là tải xong các bạn nhé. Bây giờ thì tương tự như khi nãy thôi. Mình sẽ gọi là lấy cái file zip của server về này, bỏ vô phần server và mình gọi là sẽ giải nén nó ra nhé. Sau khi giải nén xong các bạn sẽ có cho mình đó chính là Docker Grab, server đúng chưa? Các bạn sẽ copy tất cả dữ liệu luôn và đặc biệt là nó sẽ có sẵn mod cho các bạn luôn nhé. Các bạn không còn phải tự cao những cái việc các bạn gọi là tải file từ trên website về, các bạn lưu ý cho mình nhé các bạn sẽ copy tất cả những nội dung này đó, các bạn sẽ loại bỏ hai file là stack.sh e và stack các bạn nhé các bạn sẽ cần c này đó còn lại server này và thư mục là for game 8 2 này và các bạn sẽ cần trên v để cho mình thì nó sẽ tự động dán ra những dữ liệu liên quan đến server bắt sau đây các bạn là móc của đo nha các bạn lưu ý rồi như vậy là xong bây giờ thì mình sẽ vào lại file bắt các bạn nha mình sẽ chỉnh sửa lại là thêm cái nâu vui vào các bạn nhé để tránh trường hợp hiển thị ra cái giao diện rồi tắt đi này khởi động lên này mình quên nói với các bạn là trong cái server của Dograp nó sẽ có một cái là server icon các bạn nhé thì các bạn có thể tùy chọn thay đổi nó hoặc là các bạn giữ lại cũng được nó sẽ hiển thị cho các icon server của các bạn là cái hình của Dograp luôn các bạn lưu ý nhé off mình nghĩ là server để chạy xong rồi các bạn à, ta sợ là cảm bắt mình không biết khi nào nó chạy xong cả. Sao bây giờ thì mình sẽ làm mới lại này. Đó, và nó sẽ hiển thị danh sách mod sorry các bạn là nó sẽ hiển thị server các bạn nha như vậy là chúng ta đã cài đặt thành công gọi là server uh, mod rồi ở đây mình đang sử dụng phiên bản Forge là 1.20.4 mình không thể nào vào được server các bạn nha đó, các bạn lưu ý cho mình còn đây là server 1.18.2 ở đây thì nó sẽ có hiển thị thông báo là đây là một server có mod yêu cầu Forge à, nên các bạn lưu ý nha rồi server đó là cách để các bạn cài đặt gọi là mod pack, cũng như là mod trên server Forge Vậy thì trên server Fabric sẽ như thế nào? Đối với Fabric thì nó sẽ đơn giản hơn các bạn nhé. Ở các bạn chỉ cần vào trên chủ của Fabric này, chọn cho mình là phần tải về. Các bạn chọn cho mình là phần Minecraft Server. Tiếp theo đó, các bạn sẽ chọn cho mình đó như là phiên bản uh, Server các bạn muốn chạy Fabric. Ở đây mình lấy ví dụ là 1.20.4 đi các bạn nha. 3.6 cũng được này. Đó. Các bạn có thể tùy chọn thêm cho mình là cái phiên bản của Fabric Loader. Ở đây mình đã mặc định là mới nhất các bạn nha. Rồi bây giờ mình tải gọi là file về sau khi tải file chai thành công thì bây giờ mình sẽ còn vào lại là cái server này ai mà lấy file chai này các bạn ha bỏ vô đây rồi bây giờ trước đó thì mình sẽ tạo một cái thư mục ấy nha nó sẽ là fabric này à, 1 chấm bao nhiêu nhỉ à, 20.6 đúng chưa rồi mình sẽ bỏ cái fabric vào này như vậy là xong tiếp theo đó thì mình sẽ vào lại cái folder các bạn nha mình copy cái file yêu để khỏi mất công nó yêu cầu chấp nhận nó các bạn à bỏ vô này rồi bây giờ thì mình sẽ tạo cho một cái file là run các bạn nhé đây à, run rồi như vậy là xong các bạn sẽ chuột phải này chọn cho mình là edit này khi các bạn tải server trên Fabric thì nó sẽ có sẵn cho các bạn một cái câu lệnh để các bạn chạy luôn rất là tiện các bạn nha mình sẽ copy lại cho mình này rồi bỏ vô đây còn trên V như vậy là xong bây giờ thì mình sẽ tắt đi nha mở lại server này ở ừ rồi đấy nha và fabric và tiến hành chạy rồi như vậy là xong các bạn nha đó chính là cách để các bạn tạo một server mod đơn giản với fabric ở các bạn lưu ý nhá là để các bạn bỏ mod và fabric server để chạy đi, thì nó sẽ yêu cầu các bạn đó chính là cái gì nhỉ gọi là ai fabric api các bạn phải tạo thêm fabric api về các bạn nha các bạn lưu ý cho mình Bởi vì nó không có thì nó sẽ không thể nào mà chạy được À, ví dụ như server mình là 1.20.6 đúng chưa? Thì mình sẽ tìm phiên bản là 1.20.6. Đó. Rồi mình sẽ tải Fabric API về. Đây tải về. Rồi mình sẽ bỏ vào thư mục server các bạn nhé. Sau đó thì mình sẽ tải những cái mod liên quan đến à, Fabric để, của 1.20.6 rồi mình bỏ vào server. Các bạn lưu ý cho mình nhé. À, nếu không có Fabric API thì nó sẽ gọi là không chạy được. Hoặc là khi các bạn cài đặt một số cái mod của Fabric ấy, nó sẽ thông báo là yêu cầu phải có là Fabric API nha. Các bạn lưu ý cho mình. Về server mod thì server mod Fabric hay là Forge nó được tương tự nhau về việc còn là các bạn sử dụng mod hay là mod pack. Chỉ có khác là khác về cách cài đặt server các bạn nha. ở ví dụ như với Fabric thì các bạn cần thả file cha, tạo thành một file run để chạy như những server Paper, Spigot thôi. Còn đối với server Forge thì các bạn phải tải file cha về, sau đó các bạn gọi là phải khởi chạy file cha để gọi là cài đặt cho server. Sau đó các bạn phải chỉnh sửa về một số cái như là dung lượng server và nó sẽ khác ở chỗ là à, với server kia thì các bạn phải chỉnh sửa nó ở trong là, là user các bạn nha nó sẽ có một cái là server user đây nha sẽ có file đó chính là user server các bạn nhé. Để các bạn chỉnh sửa dung lượng ram của server. Video mình hướng dẫn cho các bạn về cách tạo một server mod cơ bản với Forge cũng như là Fabric đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu các bạn thấy video này hay đừng quên tay lại cho mình một lượt đăng ký kênh thích và chia sẻ video ủng hộ mình cảm ơn các bạn chiều